Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trước khi Đà Nẵng phát hiện ra một số ca nhiễm dẫn đến đại dịch virus Vũ Hán bùng phát đợt 2 tại Hà Nội, Sài Gòn trong mấy ngày qua, chính sách chống dịch đợt 1 từ tháng 3 kéo dài đến tháng 5 năm 2020 phải nói là thành công. Đại dịch virus Vũ Hán không những lắng đọng mà còn kéo dài hơn 100 ngày không có ca nào lây nhiễm xảy ra, trong khi nhiều quốc gia vẫn còn đang vất vả đối phó với sự lây lan của đại dịch này. Trong bối cảnh đó, dù kinh tế còn lâm vào cảnh lao đao, hàng triệu công nhân thất nghiệp, hàng chục ngàn công ty ngừng hoạt động hay hoạt động chờ thời, thì chính phủ của CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã hô hào các địa phương lót ổ sẵn sàng đón đại bàng. Mặt khác, cũng do nhận thức được sự yếu kém của Việt Nam khi tranh đua với nước ngoài, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc không quên đốc thúc đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng trong mục đích thu hút công ty đầu tư FDI. Điều khôi hài hơn là mới đây, truyền thông quốc doanh đồng loạt loan tin rằng thế giới ghen tị với Việt Nam khi loan tin rằng sẽ có 15 công ty Nhật Bản sẽ chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Thật ra, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong số 87 công ty được trụ vốn của Nhật Bản để rời nhà máy của ông Hirai Shinni, trưởng văn phòng tổ chức xúc tiến ngoại thương Nhật Bản tại Sài Gòn nói. Không phải những công ty nói trên đóng cửa nhà máy Trung Quốc rời đi các nước khác, mà 15 công ty này đều đang có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, được chính phủ Nhật Bản khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất. Việt Nam đang mừng hụt vì cho đến nay chưa có công ty tầm cỡ nào của châu Âu, châu Mỹ chính thức công bố dọn tiệm từ Trung Quốc sang Việt Nam. Và chăng, cho dù có bao nhiêu công ty nước ngoài vào Việt Nam, đó cũng chỉ vì Việt Nam có khối lao động rẻ, giá thành sản xuất thấp, nhà sản xuất sẽ hưởng lợi nhiều hơn chứ không vì lý do khác. Đây là cách nhìn nhận thực tế khi người ta nghe chính phủ rêu rao Việt Nam đang lôi cuốn các công ty Mỹ, Nhật vào lót ổ lâu dài tại Việt Nam. Từ trước đến nay, đầu tư FDI vẫn tìm đến làm ăn ở Việt Nam, một nước chậm phát triển sau thời kỳ chiến tranh kéo dài. Đó là điều cần thiết của chủ nhà cần phải quyết định làm cho lao động góp phần phát triển kinh tế. Nhưng đó không phải là điều đáng ngạc nhiên khi các chủ đầu tư chỉ cần nơi nào còn lạc hậu, giá nhân công ở mức thấp nhất để bỏ tiền vào kinh doanh. Ở Việt Nam, cái đáng ngạc nhiên hơn hết chính là khả năng tiếp nhận và đóng góp được gì cho cái gọi là sự dịch chuyển của các công ty nước ngoài vào Việt Nam. Khi đại dịch virus Vũ Hán bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc và sau đó lan nhanh trên khắp thế giới, các nước phương Tây lâu nay yên tâm với nguồn cung ứng dồi dào từ các xưởng máy sử dụng nhân công Trung Quốc. Nhưng nay, trong khi bị con virus Vũ Hán hoành hạ và hành hạ, họ mới cay đắng nhận ra mình gần như hoàn toàn phụ thuộc vào một công xưởng thế giới ở một đất nước xa xôi cai trị bởi một nhà cầm quyền độc tài tàn bạo. Họ phải đi tìm một nguồn cung ứng an toàn hơn ở các nước nhỏ ở châu Á, là đích nhắm đầu tiên, trong đó có Việt Nam. Việt Nam coi việc đón đại bàng như một cơ hội phát triển và kiếm tiền trong hoàn cảnh khốn khó hiện nay là một điều đúng đắn. Nhưng Hà Nội quên một điều quan trọng mà ít ai ngờ đến, đó là trình độ nhân công của Việt Nam sau nhiều thập niên tham gia kinh tế thị trường vẫn không cải tiến được bao nhiêu về kỹ thuật và năng suất. Cái gọi là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật then chốt do Tổng Bí thư Lê Duẩn rao giảng rốt cuộc không hơn một khẩu hiệu tuyên truyền. Tại Việt Nam, kinh tế gia công là chính, trong khi vẫn có công ty như Vingroup bỏ tiền ra mua chi tiết từ nước ngoài về lắp ráp và tung hô Việt Nam sản xuất được ô tô. Thực trạng đó nói lên điều gì về sự tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Việt Nam? Báo Vietnamnet số ra ngày 25 tháng 7 năm 2020 ghi lại ý kiến của bà Đào Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Văn phòng Công ty Canon Việt Nam. Trong số hàng trăm nhà cung cấp cho Canon Việt Nam, chỉ có 20 nhà cung cấp là doanh nghiệp Việt Nam.
Cũng theo bà Thu Huyền, trong số các doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng số 1 cho các doanh nghiệp FDI, chủ yếu là các doanh nghiệp làm nhựa, bao bì và đóng gói. Thưa quý vị và các bạn, như vậy có thể nói Việt Nam đang hối hả chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu bằng các doanh nghiệp làm thùng cắt tông, bao nylon, đồ nhựa cung ứng cho những đại công ty như Apple, Microsoft, Samsung, Toyota. Đón đại bàng FDI mà chỉ loay hoay với những món ai làm cũng được, rõ ràng khả năng quá thấp kém so với cao vọng của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Nó cũng cho thấy sự đóng góp của các công ty Việt Nam là rất hạn chế và quá khiêm nhường, đến mức không thể hiểu nổi đối với mọi người, nhất là người dân Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra là tại TV, tại báo chí phổ biến gieo hò hay tại chính phủ quá kiêu ngạo nên cứ sống trong mơ với những đầu tư bất hợp lý. Nếu vậy thì Việt Nam chừng nào mới có thể cất cánh nổi để trở thành rồng vào năm 2045? Thưa quý vị và các bạn, trong tất cả các nền kinh tế trên thế giới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy quy mô và vốn sản xuất cũng như nhân công không lớn nhưng đóng một vai trò quan trọng cho phát triển chung. Đó có thể coi như những công ty vệ tinh xoay quanh một đại công ty, góp phần thúc đẩy nền kinh tế vận hành trong một quỹ đạo đem đến sự thăng bằng trong đời sống xã hội hàng ngày. Việt Nam hiện nay có khoảng 800.000 doanh nghiệp tư doanh đang hoạt động, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ, 10% là doanh nghiệp vừa, số doanh nghiệp lớn cực kỳ ít và tập trung trong khu vực quốc doanh và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Tuy số lượng ít nhưng lại là những đơn vị kinh tế được ưu đãi nhất so với quan niệm quốc doanh là chủ đạo, rất lỗi thời nhưng gắn bó với lợi ích của nhà cầm quyền. Tất cả những doanh nghiệp tư doanh thu hút khoảng 25 triệu lao động đủ mọi trình độ, trong khi quốc doanh và công ty FDI chỉ chiếm non 10 triệu lao động. Điều này cho thấy là lực lượng lao động chủ yếu nằm ở khu vực tư doanh. Trong những tháng dịch bệnh virus Vũ Hán bùng phát và kéo dài, đây là số người bị ảnh hưởng nhiều nhất hiện nay. Một số lớn công ty đình trệ sản xuất hay sản xuất cầm chừng vì thiếu nguyên liệu, trước nay vẫn phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung cấp của Trung Quốc. Hàng loạt công nhân phải mất việc làm dưới mọi hình thức, đe dọa sự rối loạn trong đời sống xã hội vốn đã bất an từ trước đến nay. Cho đến hiện nay thì tình hình không có gì sáng sủa hơn với các công ty như Baozhen, Huê Phong và những công ty lớn ngành da giày tiếp tục sa thải hàng ngàn công nhân. Người lao động vốn đã chật vật nay lại càng lao đao thêm trong đời sống. Những gói hỗ trợ từ chính phủ được thực hiện theo kiểu trên mây nên chỉ có kết quả trên TV. Những người lao động nghèo trông vào gói cứu trợ 62.000 tỷ Việt Nam đồng dài cổ như trông một phép lạ không bao giờ xuất hiện. Trước tình trạng bế tắc của doanh nghiệp trên toàn quốc, mặc dù ông Nguyễn Xuân Phúc vừa hô hào vừa ra lệnh vừa năn nỉ ngân hàng nhà nước cấp vốn vay dễ dàng, nhẹ lãi hoặc giảm 30% thuế doanh thu, nhưng do hàng rào thủ tục và các ông lớn ngân hàng, việc thực hiện cũng không tới đâu. Và trong thực tế, những sự giúp đỡ này cũng không ăn nhập gì với tình trạng lao đao hiện nay của các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trước đây đa số các công ty Việt Nam sống nhờ vào các đơn đặt hàng gia công sản xuất cho các công ty lớn của nước ngoài. Nay chính các công ty Âu Mỹ ấy cũng đang vất vả đối phó với tình trạng suy trầm chung, nên chẳng những doanh nghiệp Việt Nam không có đơn đặt hàng mà còn thiếu vốn nhập nguyên liệu thì làm sao tái sản xuất để xuất cảng. Vấn nạn ấy khiến cho doanh nghiệp Việt Nam ở trong tình trạng dở khóc dở cười, hay có thể nói đang nằm chờ chết. Nếu như công nhân nghỉ việc thì công nhân chết đói, mà giữ công nhân thì công ty lấy gì để trả lương. Do đó, hy vọng duy trì hoạt động cầm cự cho đến khi các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ hết dịch bệnh để tái sản xuất cũng chỉ là hy vọng mong manh, vì các thị trường này cũng đang co lại để tìm hướng phục hồi trong lúc đại dịch virus Vũ Hán chưa có dấu hiệu chấm dứt. Đáng lý ra để cứu vãn kinh tế, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có kế hoạch nuôi sống ít ra là một nửa số doanh nghiệp tư nhân cần thiết nhất để phù hợp với tinh thần đẩy mạnh tư doanh,
như Bộ Chính trị hô hào. Nhưng đằng này, suốt thời gian qua, người ta chỉ thấy chính phủ của ông Phúc nhảy múa với những khẩu hiệu, với những lời kêu gọi có cánh. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, trong khi đi thị sát hệ thống cảng Cái Mép, Thị Vải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, ông Phúc tuyên bố trong tương lai gần, đây là siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh 7 tỉnh còn lại sẽ là bát dắt kim cương, mục tiêu đến năm 2020. Đến năm 2030 trở thành vùng hùng cường. Có lẽ Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc học được nhóm từ tứ giác kim cương chỉ bốn cường quốc biển Ấn Độ, Nhật, Úc và Mỹ trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương do Mỹ đề xướng. Thích quá nên ông đổi tứ giác thành bát giác luôn cho hấp dẫn, vì giác nào cũng là giác. Thực ra thì CLMV Nguyễn Xuân Phúc trình độ rất eo hẹp, cho nên thường thì chỉ đi ăn trộm những câu nói của những người nổi tiếng hoặc những nơi người ta sử dụng những từ đó, ông ăn trộm về và dùng làm những từ ngữ của mình. Chưa hết, ngày 22 tháng 6 năm 2020, trên trang bán đầu tư chạy tít Việt Nam đã sẵn sàng xây tổ đón đại bàng. Để chỉ quyết định của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc thành lập tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài. Các nhà hoạch định chính sách kinh tế cho thấy đến nay vẫn lạc quan tin tưởng vào làn sóng đầu tư nước ngoài FDI sẽ đổ tiền vào Việt Nam trong những dự án hàng tỷ đô la, cũng như tin tưởng sự chuyển dịch của các công ty Tây Phương rời khỏi Trung Quốc sau đại dịch và điểm đến sẽ là Việt Nam. Nhưng cuối cùng, chưa thấy đại bàng Mỹ, Nhật nào đến mà chỉ thấy lao động doanh nghiệp tư nhân kiệt quệ từng ngày. Với bức tranh ảm đạm ấy, Việt Nam còn lót ổ đại bàng đến bao giờ? Hàng loạt các công ty chạy khỏi Trung Quốc dẫn đến nhân công của Trung Quốc ào ạt chạy sang Việt Nam để đi làm chui. Như vậy thì tình trạng có lẽ là càng ngày càng bất ổn hơn, chứ không phải đó là một điều tốt đẹp gì dành cho Việt Nam sau đại dịch virus Vũ Hán. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp với Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hôm 14 tháng 7 vừa qua, ông Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Lê Xuân Định đã đề cập đến lợi thế ba cái nhất của thành phố Hà Nội đang nắm giữ là hạ tầng mạnh nhất, nhiều trung tâm khoa học nhất, nghiên cứu và nhiều giáo sư, tiến sĩ nhất, đóng góp tỷ lệ cao nhất trong tiềm lực khoa học, công nghệ quốc gia, cũng như các nguồn tài nguyên lịch sử, văn hóa, truyền thống to lớn khác. Trong những cái nhất đó thì những giáo sư, tiến sĩ nhiều nhất đó cũng chỉ là những giáo sư, tiến sĩ bằng giấy mà thôi. Thực ra thì họ không hề có một phát minh nào cũng như trình độ non kém của họ. Thì giáo sư, tiến sĩ đó góp gì cho Hà Nội nói riêng cũng như Việt Nam nói chung. Qua đó, giới chức Cộng sản Việt Nam thể hiện sự tự tin trong việc thực hiện được mục tiêu phát triển trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước. Trong đó, ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc hội nghị Hà Nội năm 2020 hợp tác đầu tư và phát triển diễn ra cuối tháng 6 năm 2020 cũng đã chỉ đạo Hà Nội phải trở thành trung tâm khu vực Đông Nam Á. Nói về thói quen lộng ngôn của giới chức Cộng sản Việt Nam thì nói suốt năm, suốt tháng cũng không bao giờ hết. Họ nói phét, nói láo đầm quen, lâu dần họ không có nhận thức đúng những gì họ đã nói nữa. Thói quen trở thành phản xạ, bản năng, thậm chí kẻ nào càng nói phét, nói láo giỏi thì càng được cho là có năng lực, nhiệt huyết. Nói phét không phải đóng thuế, cũng chẳng ai bị kỷ luật, nghiêm khắc bao giờ. Cho nên, từ các lãnh tụ Cộng sản như Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh cho đến Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đều phát huy cái truyền thống nói phét ấy. Chuyện mấy ông bí thư hàng tỉnh, thứ trưởng, bộ trưởng, viên chức hàng làng nhàng có nói phét thì cũng không có gì lạ. Nhưng vì nói tới ba cái nhất của Hà Nội thì người viết phải nói thêm nhiều cái nhất của cái đất luôn tự hào là ngàn năm văn hiến đó. Cái nhất thứ nhất đó là ô nhiễm nhất. Hà Nội hiện là thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí nhất thế giới, liên tục xuất hiện ở vị trí số 1. Mức ô nhiễm ở Hà Nội vượt xa mức ô nhiễm của các thành phố xếp thứ hai, đó là thành phố Hồ Chí Minh trên bảng xếp hạng mức ô nhiễm không khí của Airvisual. Đáng chú ý là ngay cả thời gian giãn cách xã hội vừa qua,
với lượng giao thông giảm hẳn, mức độ ô nhiễm của Hà Nội cũng vẫn cao nhất. Giới chức thì đổ thừa cho người dân dùng than bùn để nấu nướng và nông dân ngoại thành đốt rơm rạ gây ra ô nhiễm. Bây giờ cứ vấn nạn xã hội môi trường nào xảy ra thì người dân trở thành sọt rác để giới cầm quyền cộng sản trút bỏ trách nhiệm. Do ý thức người dân kém, do thói quen người dân, do người dân hám lợi, vân vân. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, chỉ số AQI, chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội nhiều nơi đã ghi nhận ở mức ô nhiễm màu tím, tức là mức nguy hại cho sức khỏe. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội ghi nhận mức ô nhiễm này. Tình trạng nghiêm trọng đến mức nhà cầm quyền cộng sản đã nhiều lần phải khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Vào tháng 8 năm 2019, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã ra chỉ đạo về khắc phục ô nhiễm môi trường không khí và nước thải ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, rõ ràng là trái với những quyết tâm chính trị của nhà cầm quyền, Hà Nội vẫn liên tục được vinh danh là thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới. Tình trạng này chỉ có thể cải thiện được phần nào bởi ông trời khi thời tiết thuận lợi hơn mà thôi. Khác hẳn với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một khu vực có địa hình thấp, lòng trạo với các khu vực ngoại thành cũng như các tỉnh giáp với Hà Nội được quy hoạch, chú trọng phát triển công nghiệp nặng trong nhiều thập kỷ qua. Những tỉnh như Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng là những tỉnh có số doanh nghiệp công nghiệp nặng như luyện kim, nhiệt điện, xi măng, nhựa, cao su, hóa chất, điện tử, da dày, v.v. Tất cả đều có mức ô nhiễm cao và đặc biệt các dây chuyền cũ kỹ lạc hậu nhập từ Trung Quốc. Thời tiết của miền Bắc theo khí hậu gió mùa, nguồn ô nhiễm công nghiệp này theo gió mùa Đông Bắc sẽ tràn xuống thủ đô Hà Nội ở phía cuối gió và quẩn quanh ở những địa hình đô thị ken đặc với các cao ốc. Báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia 2016 được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố cho biết Hà Nội là đô thị có tỷ lệ che phủ cây xanh đầu người thấp nhất toàn quốc, chỉ 2m² cây xanh trên một đầu người. Con số này bằng 1 phần 10 so với tỷ lệ trung bình của các đô thị trên thế giới. Tuy vậy, giới chức Hà Nội thì thích chặt cây bán gỗ lấy tiền hơn là trồng cây. Chuyện này chẳng phải ông Nguyễn Thế Thạo đã làm đó hay sao? Không chỉ ô nhiễm không khí, Hà Nội còn là địa phương có nguồn nước ô nhiễm nhất toàn quốc. Tất cả các nước mặt của Hà Nội đều ô nhiễm tới mức không thể sử dụng, thậm chí cả vào việc tưới tiêu. Nhiều nghiên cứu cho thấy thậm chí nguồn rau thực động vật nuôi trồng sử dụng nguồn nước ở các sông như Hà Nội đều có dư lượng kim loại nặng, thuốc trừ sâu, ký sinh trùng ở mức nguy hiểm không thể tái sử dụng. Tuy vậy, người dân thủ đô vẫn đang ăn rau trồng từ các nguồn nước thải đáng sợ này. Nông dân ở Đại Kim, Thịnh Liệt, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì vẫn đang trồng rau cung ứng cho nhu cầu ăn uống của người dân Hà Nội. Tất cả hai bên bờ những dòng sông chảy qua Hà Nội như Tô Lịch, Cừm Ngưu, sông Lừ, sông Nhuệ, sông Xét đều là những ổ dịch bệnh thường trực như sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp, đau mắt, đường ruột cho cộng đồng dân cư ở hai bên bờ. Sau 30 năm phát triển đô thị với tư duy quy hoạch theo mét vuông là lấy lu chống lụt, những thiên tài AQ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến một đô thị cổ duyên dáng bên bờ sông Hồng với chồng chất, tầng lớp, trầm tích, văn hóa, lịch sử hàng nghìn năm trở thành một khu đô thị ken đặc những khối bê tông, nhà chọc trời nhưng cực kỳ ô nhiễm. Thành phố 8 triệu dân này chưa hề có một công trình xử lý nước thải đô thị tập trung. Toàn bộ nguồn thải đều đổ thẳng ra sông ngòi. Không chỉ là nước thải sinh hoạt mà thậm chí là cả nước thải của tất cả các khu công nghiệp. Tuy giới cho bù Cộng sản Việt Nam luôn nói rằng không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế thì tất cả các nguồn ô nhiễm mà những doanh nghiệp đều thải ra đều được tính bằng phong bì cho các giới chức. Bắc Ninh là địa phương được coi là thủ phủ của hàng nhái hàng giả, nơi tập trung rất nhiều làng nghề ô nhiễm nhất miền Bắc vẫn tồn tại hàng thập kỷ qua. Thưa quý vị và các bạn,
Một hậu quả tồi tệ mà không một báo cáo kinh tế xã hội nào của nhà cầm quyền muốn đề cập và nhìn nhận thực trạng là tất cả các sông ở Hà Nội đều đã chết. Theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc, Việt Nam có khoảng 97,2 triệu dân. Trong số đó, riêng ở Hà Nội gần 3 triệu dân không có nước sạch sử dụng. Đó là một thực trạng đáng kinh ngạc. Phần lớn vùng ngoại ô khu vực Hà Nội mở rộng, người dân vẫn đang sử dụng nguồn nước ngầm ô nhiễm trầm trọng, amoni, arsen để sinh hoạt và ăn uống. Không có gì lạ khi Hà Nội hiện cũng là địa phương có tỷ lệ ung thư cao nhất trên toàn quốc. Hệ thống cấp nước khu vực đô thị Hà Nội bảo đảm cho 12 quận nội thành ở quy mô dân số 3,7 triệu người, chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm từ 16 nhà máy nước và trạm cấp nước nhỏ cục bộ. Tuy vậy, chất lượng nước sinh hoạt cũng không đảm bảo. Sự kiện nước cấp sinh hoạt của hơn 1 triệu người dân Hà Nội bị nhiễm dầu thải trong tháng 10 năm 2019 là một ví dụ điển hình. Việc bị cắt nước vào mùa nóng do vỡ đường ống cấp nước sông Đà đã trở thành chuyện thường ngay ở huyện. Câu chuyện về rác thải Hà Nội cũng luôn là một đề tài nhức nhối. Cơn khủng hoảng về rác thải vừa qua có lẽ là mang lại cho 8 triệu người dân thủ đô Hà Nội biết được mùi vị của công bằng và bình đẳng ở xứ thiên đường cộng sản là gì. Khi 4.000 dân của xã Nam Sơn đã chặn đường không cho xe rác vào vì không thể chịu đựng nổi cảnh tượng nguồn chất thải của 6 triệu con người cứ đổ lên đầu họ mỗi ngày. Thủ đô Văn Hiến đã chứng kiến cảnh tượng rác ngập tới mặt và thất thủ hoàn toàn chỉ trong 3 ngày. Dân Hà Nội phát bệnh, phát dồ, kêu la, oán thán. Giới chức lại cuống cuồng trấn an xoa dịu dư luận và hứa hẹn đền bù cho 4.000 dân ở quanh bãi rác Nam Sơn. Sự việc tạm lắng khi người dân Nam Sơn lại phải ngậm ngùi tháo dỡ lều bạt, barrier, nhẫn nhịn chờ đợi lời hứa của ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Đối mặt với chính quyền cách mạng thì có lẽ cũng phải vậy thôi. Hóa ra phần lớn người dân ở xứ này từ chối chia sẻ trách nhiệm với thứ mà họ xả ra hàng ngày. Phần lớn đều thích mình được bình đẳng hơn những đồng loại khác. Thưa quý vị và các bạn, chưa nói đến những cái nhất khác của Hà Nội mà người viết có dịp liệt kê sau đây, chỉ là riêng một cái nhất về ô nhiễm này, thay vì giới chức Hà Nội đang nói phét về một trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, hãy thử nghĩ ra giải pháp, kế hoạch để giải quyết vấn đề ô nhiễm Hà Nội. Điều đó thiết thực và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.